Xin chào mọi người nhá, hôm nay cửa hàng Tuấn Hải giới thiệu các bác về một cái lô máy cắt cưa xích này. Cưa xăng. Máy hôm nay gồm có 6 cây cắt gia đình. Máy hôm nay khá là đẹp luôn, em về lô đẹp long lanh cho các bác lựa chọn nhá. Để cắt khai thác chuyên nghiệp là 362, ISO 362 này, Estin này. Đấy, các cái dòng cắt gia đình tay dài. Đấy. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973923. Cho xem video vui lòng cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Khi các bác mua sản phẩm bên em thì bên em sẽ tặng các bác tip mở body và rũa cưa. Bên em thì bảo hành 6 tháng và bao ship toàn quốc. Đó. Đây, cây hôm nay là ECHO 362 này, Estin 010. Đấy. Các dòng là Serac Komatsu G300, ECHO, Makita và Mazu. Ok, em sẽ vào clip của ngày hôm nay luôn. Chiếc máy đầu tiên em giới thiệu là cái dòng chiếc máy Mazu. Mazu Yama MCZ này 310. Đấy, chiếc máy này 31cc các bác nhé. Một chiếc máy tay dài. Đấy, làm nước khá là ok, làm zin xích zin theo máy. Chiều dài làm này là làm dài 30 và xài là xích trung 325. Đó. Xích trung 325, dòng cắt gia đình, cắt củi, cắt cành nhá. Đấy, nhiều bác nào mà cần thích một chiếc máy để chuyên cắt gia đình ấy, cắt gỗ vành tầm 450. Đấy, cắt tre, cắt cọc hay là làm quán ăn sáng cần cắt những cái cành củi để đi đốt bếp thì những cái dòng này là phù hợp. Đấy, công suất vừa phải 31cc này, làm dài 30, xích nói chung 25 zin. Đấy, chủ giật trợ lực khá lớn luôn. Đấy, chiếc máy này đây, các bác nào mà muốn thêm thông tin về máy cứ liên hệ em nhé, em sẽ gọi video trực tiếp để trao đổi cho các bác cho nó rõ hơn. Tay cầm chắc chắn luôn, có cái màng chắn đây, các bác cầm khi cắt nhé, không bị cái vật thể lạ bắn vào tay, tránh gây tổn thương. Đấy, chiếc máy này rất đẹp. Ok, sẽ test nổ luôn này. Căng ti nổ rất là giòn nhá. Và nhớt làm ra rất đều. Đấy, giá là lô này là VM1 giá chỉ 1.700.000 đồng. Bao ship toàn quốc, bảo hành 6 tháng cho các bác luôn. Tất cả các máy bên em đều bảo hành 6 tháng nhá. Đấy, VM 1.700.000 này. Đấy, 310. Đó. Bơm xăng phụ các thứ đầy đủ luôn. Mazu Yama. Ok. Tạm biệt chiếc máy số 1 thì em sẽ giới thiệu các bác máy thứ 2. Máy thứ 2 là một chiếc máy dòng của Makita nhá. Dòng Makita Make in Japan này, 28cc. Ốp áng bên ngoài bằng kim loại hết luôn cho các bác nhé. Cầm rất là chắc tay. Thấy cái chiếc này bị thiếu một cái chắn ở tay đây. Thì em chưa tìm được cái ốc thì là em sẽ lắp vào sau. Đó. Em sẽ lắp cái này vào sau. Đấy, thì thiếu một cái ốc thôi thì em sẽ lắp vào. Khi các bác mua hàng thì em sẽ lắp đầy đủ vào cho các bác nhé. Các bác nhìn này có vẻ đầy đủ hơn đúng không ạ? Đây, sẽ là đầy đủ như thế này. Đấy. Ok, em sẽ lắp ốc vào sau clip này luôn. Makita, bởi vì hôm nay là lô về nên em chưa kịp cọ rửa gì nhiều. Thế cũng khá là muộn rồi, thế nên là em lên clip luôn để các bác lựa chọn. Làm dài 30 và xài xích trung 325. Rồi, re gió các thứ đầy đủ luôn cho các bác nhá. 28cc. Dòng này các bác đi cắt xung quanh nhà thì bao phê nhá. Bởi vì là khá là thuận tiện cho các bác thì lao động về làm. Đây, 20, làm dài 35. Đấy, hai ốc giữ làm này. Ốp áng kim loại hết này. Bô biết sáng loáng luôn. Ok, em sẽ test nổ luôn tiếng máy nhé các bác nhé. VA2 1.800.000 đồng. Đó, trời hôm nay khá tối rồi cho nên là ánh sáng chất lượng hình ảnh không cao lắm nên các bác thông cảm. Đấy. Và một chiếc máy Makita này, 1.800.000. Một chiếc máy tiếp theo, dòng ECHO, ECHO 3300, 4 số thế hệ mới luôn. Chụp giật trợ lực khá lớn luôn này các bác lựa chọn nhá. Đấy, chụp giật trợ lực khá lớn. 1.800.000. 33cc. Làm chiếc máy này làm dài là 25. Đó. Làm dài 25 và xài xích chung 325. Chủ giật trợ lực này VBE3 1.800.000 đồng.
Đấy. Cái dòng này thì này, thằng xích đầy đủ luôn cho các bác. Đấy. Hai ốc giữ lam này. Đó. Bô bếp bên trong sáng loáng luôn nhá. Đây về lô buổi chiều. CS33000002144 này là số series của máy. Em sẽ test luôn tiếng máy luôn này. Tải xích này là hơi trùng. Em làm xích hơi bị trùng một chút. VA3 1.800.000 đồng. Đấy. Echo này có đủ 6 cây máy mà gần như là đầy đủ hết các cái hãng mà đang được rất là ưa chuộng và dễ dàng sử dụng nhé. Chiếc máy tiếp theo dòng Komatsu G310 31cc. Chiếc máy này các gia đình 31cc của một Komatsu này. Làm dài 30 và dài là dài dích chung. Đó. 35. Bơm xăng đây nha các bác nhá. Bơm xăng ở đây này. Đấy. Núm bơm xăng. Đó. VA4 này 1.700.000 cắt gia đình. Dòng G rất là đẳng cấp luôn. Chiếc máy này trọng lượng rơi tầm khoảng hơn 4kg thôi. Tay cầm chắc chắn này, có màng chắn này. Đấy. Nó khá là giống con Mazu ở cái con máy đầu tiên. Đấy, nhưng mà dòng này là dòng Komatsu. Ok, em sẽ test luôn tiếng máy nhá. Đấy, tắt lên. Căng ti nổ rất êm luôn. Đấy, chiếc máy này là VA4 1.700.000, bán rẻ cho các bác luôn. Đó. Về các gia đình à. Vô cùng hợp lý. Cái này là do là em sửa máy ở đây luôn, thế nên là em quay video luôn nhá các bác nhá, không sợ bị máy mỏng, máy móc bị làm sao cả. Đây là do em nhốt này, là do em sửa máy. Ok. Đến một chiếc máy tiếp theo, dòng Estin. Estin 010, chiếc máy này công suất là lớn luôn. Công suất 41cc và lam cho máy này lam dài 20, lam dài 40 các bác nhá, 4 tấc rồi. Và xài xích chung 91, xích thì lên mới cho các bác và lam này lam zin theo của máy luôn. Lam khá đẹp luôn các bác về lựa chọn nhá. Đấy. Các bác xem này, lam rất là đẹp luôn này, 41cc. Estin 010. VE5 bên em bán giá là 2 triệu đồng này. Thắng xích đầy đủ luôn cho các bác này. Đấy, thắng xích đầy đủ luôn. Ok, em sẽ test luôn tiếng máy nhá. Em một tay làm thì là khá là khó. Ok, VE5 là 2 triệu đồng. Đó. Ok, chiếc máy cuối cùng ngày hôm nay, chiếc máy gọi là siêu phẩm này. Hôm nay trời tối cũng nhập choạng mà cái màu rất là sáng nhá. Đấy, màu của máy này gọi là siêu phẩm luôn, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Echo 362. Bán giá này chỉ có 2.600.000, dòng đi cắt khai thác nhá. Các bác cắt dòng này cắt khai thác chuyên nghiệp đều được nhá. Cắt gỗ vanh tầm 560. Đấy. Tùy thuộc các bác có thể là về thay lam thêm cái lam dài hơn cũng được. Đây, chiều dài lam chiếc máy này lam dài là 30 và xài là dài chung 91. Đấy, em sẽ để lam hơi ngắn một chút để các bác búng tải của máy luôn, nó khỏe. Đấy, 36cc, làm 40mm. Này, hai ốc giữ lam vô cùng chắc chắn luôn này. Đấy, ngoài ra các bác có thể xem qua cái ốc ở dưới này nhá, Make in Japan. Đó, cực kỳ khỏe luôn, hai ốc giữ lam. Màu ốc sáng loáng luôn này. Ok, em sẽ test luôn tiếng máy nhá. VA6 này, 2.600.000. Và tiếng căng ti nổ rất là êm. Đó.
V6 bên em bán giá 2.600.000 một chiếc dòng Echo 362. Ok, thế là hết những cây máy vừa giới thiệu qua. Thì bác nào có nhu cầu cần mua máy thì liên hệ qua số điện thoại là 0392 973 923. Đó. Các bác xem video vui lòng cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.